đồ. Thì con này có cái đầu thua, nhưng đầu thua có tem chống hàng giả cạo, rồi nhắn tin lên lên thì hãng sẽ kích hoạt bảo hành. Còn không, nếu mà mua Vidia thì Vidia nó tự nhắn tin kích hoạt bảo hành về cái tem Nitro. Có pin thì cũng có luôn cái tem bảo hành của nhà phân phối chính hãng. Nitro thì quá đẹp. Ngoài ra thì phụ kiện thì gồm có bộ nguồn. Bộ nguồn này Autobo nên là bạn nào mà mua mà gửi qua nước ngoài thì gửi qua Mỹ thì vẫn sao được. Cái dây 6 ly để gắn đi. Chống lăn thẳng sẵn. Hai cái bát để anh em đi xô gắn tủ rắc. Okay, về cái micro này giá bán là 3 triệu 2 là phù hợp với lại gia đình dàn giá rẻ, gia đình dàn giá rẻ khác thì nó cũng trống hú, nhưng mà trống hú đâu được, khoảng 70% thôi. Có scan sóng này, tầm giá là 3 triệu mấy, có scan sóng để vào chung cư là khu đông dân cư thì trong con này là đặc quyền, nên không riêng về cái tăng mức thì đầu tiên mà nhìn vô thì thấy tầm 3 triệu 2 thì cái con này nó khá đẹp, gần dạng như micro sân khấu, cầm đẹp sạch sẽ. Micro thì bạc sạch sẽ, có cái đường vân, có cái đường vân đây làm nè, cái mức nó sang hơn.